Từ ngày mùng 5 tháng 5 đến ngày 15 tháng 5, nhà sách Spyroom giảm giá 40% các đầu sách trên Shopee. Đừng quên ghé thăm và lưu ngay voucher ưu đãi các bạn nhé. Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Spyroom. Và mình là Pink Dot. Hôm nay, mình sẽ mang đến cho các bạn bài viết Ikigai phần 2 của tác giả Nam Nguyễn FB. Như tác giả đã viết, nếu chỉ xem rồi gật gù thì bài viết này cũng chẳng có mấy giá trị thực tiễn. Chỉ mong sao có một bộ phận người đọc suy nghĩ mà tốt hơn hết là lấy giấy bút ra để bắt đầu cuộc tìm kiếm Ikigai cho chính bản thân mình. Bởi vì tùy đối tượng, tùy quyết tâm của từng người cũng như hoàn cảnh cá nhân, cuộc tìm kiếm này có thể chóng đi đến kết quả hoặc sẽ kéo dài rất là lâu đấy. Thậm chí có thể không đi đến được đích. Nhưng bản thân sự tìm kiếm Ikigai cũng chính là một quá trình đầy ý nghĩa rồi. Ngay cả ở Nhật Bản, cũng rất nhiều người không có được Ikigai. Tại một thành phố nhỏ ở Nhật Bản, có người phụ nữ đang hấp hối. Đến một thời điểm, chị ta cảm thấy linh hồn mình đang lìa khỏi thể xác, bay bổng lên trên và trình diện trước vong linh của tổ tiên. Một giọng nói âm vang hỏi chị ta, ngươi là ai? Con là vợ của thị trưởng ạ, người phụ nữ trả lời. Ta không hỏi ai là chồng của ngươi, hãy trả lời ta, ngươi là ai? Con là mẹ của 4 đứa con làm giáo viên tại trường đại học. Ta đâu có hỏi ngươi rằng ngươi có mấy con và làm việc ở đâu. Và cứ thế tiếp diễn cho đến khi người phụ nữ trả lời. Con là người mỗi sáng thức dậy để giúp đỡ gia đình và ở trường để dạy dỗ trẻ em. Sau đó, hồn nhập về với thân thể và người phụ nữ qua cơn bạo bệnh, chị ấy đã tìm được Ikigai của mình. Có rất nhiều trường hợp khác nhau mà Ikigai dễ tìm, dễ hiểu, nhưng không chắc đã dễ thực hiện hơn đâu. Ví dụ như có người có Ikigai là thợ làm tóc thì ý nghĩa cuộc sống của anh ta là làm thêm nhiều mẫu tóc đẹp cho cuộc đời này. Hay người bà đã về hưu, Ikigai bây giờ là chăm sóc cho đứa cháu ngoại mới chập chững biết đi. Tuy vậy nhiều bạn trẻ chúng ta khá lười tìm Ikigai cho mình, hăng hái một chút sau khi đọc bài Ikigai nhưng mới bắt đầu rồi lại đã bỏ cuộc. Có lẽ cũng là biểu hiện của lối tư duy Việt Nam của chúng ta chăng? Có thì hay đấy, mà không có thì cũng đâu có sao. Bao nhiêu người chả có cơ mà. Hoặc là lập tức hỏi cách tìm sao cho nhanh, mặc dù trong bài đó cũng đã có chỉ dẫn những bước tìm Ikigai cơ bản rồi. Có lẽ chúng ta quen với sự hời hợt mất rồi, như trong ý thơ của bài thơ rất nổi tiếng của tác giả Nguyễn Sĩ Đại. Người vá trời lập bể, kẻ đắp lũy xây thành, ta chỉ là chiếc lá, việc của mình là xanh. Tôi muốn viết Ikigai 2 này lâu rồi. Và gần một năm nay đã viết ra dăm ba bản, nhưng rồi lại bỏ đó. Khó viết vì cảm thấy ngay mình cũng chưa tìm hiểu được bao nhiêu về Ikigai. Nhưng hôm nay đã biết cách viết phần tiếp theo nhờ vào một câu hỏi tưởng chừng như vô thưởng vô phạt trên Facebook. Tìm được Ikigai, sao tự tử nhiều thế? Nó hoàn toàn ứng với một trường hợp tìm kiếm Ikigai của một người phụ nữ Việt Nam ta nhé. Mà tôi đã được theo dõi và hôm nay được sự đồng ý của chị ấy xin kể lại với mọi người như sau. Hồi còn nhỏ, cô gái đó là một trong những học sinh xuất sắc nhất của thế hệ mình. Ngoài học ra, cô bé còn rất người lớn, có tài tổ chức, tài trong cả văn hóa, thể thao. Hãy để những câu thơ của cô học sinh này nói thay những suy nghĩ của mình. Lẽ sống. Tôi đọc thơ không hiểu nhiều khi, thơ tình phức tạp những gì gì. Nhưng không có thơ sao sống nổi, tâm hồn mang cả trái tim tôi. Mọi người bảo rằng tôi đa cảm ư, tôi chẳng chối đâu. Nhưng cuộc sống nếu không tình cảm, không tình bạn, không tình yêu cái đẹp, thì cuộc sống cũng chỉ là nhỏ hẹp của những kẻ lười gian yếu hèn. Tôi muốn sống sao cho ra sống, sống vì bao lẽ phải trên đời, sống vì hạnh phúc của loài người. Chính vì thế mà tim tôi nồng nhiệt, yêu nhân loại và yêu thơ tha thiết. 13 tuổi. Rồi như lẽ tự nhiên, cô đi học nước ngoài ngành tự nhiên đúng như sở trường, bảo vệ tiến sĩ lúc mới 20 mấy tuổi rồi về nước. Thời mới bỏ bao cấp, cũng như mọi người, cô phải khó khăn tìm việc, tìm nguồn thu nhập, tìm chỗ đứng của mình trong xã hội. Nhưng với bản tính ngay thẳng, không nề hà bất kỳ việc gì và dùng trí tuệ của mình, cô cũng nhanh chóng tìm được vị trí rất đàng hoàng của mình trong công tác khoa học và đào tạo. Chưa kể nhiều sản phẩm của cô được thương mại hóa khá tốt trên thương trường. Gia đình êm ấm, con cái biết nghe lời, tưởng chừng thế là quá tốt cho một người phụ nữ. Thế nhưng không, cô bé đã luôn có suy nghĩ ám ảnh rằng mình chẳng cần bất cứ cái gì,
chẳng quá muốn cái gì trong đời này. Tuy chẳng hề biết sợ hãi là gì, nhưng có một nỗi bất an cứ len lén trong tim. Cũng lại qua những vần thơ của mình, chính cô ta có thể được thấy điều đó. Xin cho tôi một chút bình yên. Cuộc đời ơi, xin cho tôi một chút bình yên. Xin cho nghe tiếng sóng êm dồn vào vách đá, xin cho nghe tiếng hoàng hôn khẽ thầm thì và tiếng dòng nước xanh đang thong thả trôi đi. Xin cho tôi một phút bình yên. Hãy nhìn vào mắt tôi và đừng chờ đợi lời tôi đáp lại. Dù mỗi nỗi đau nhẹ nhất của cuộc đời vẫn chạm vào lòng tôi khe khẽ rung rinh. Xin cho tôi một chút bình yên. Những cơn đau vẫn nổi lên day dứt. Và chính trong giờ phút này đây, sóng dậy từ nơi sâu xa nhất. Những nỗi đau vỏ xé suốt một đời, ai có lắng nghe tiếng màn đêm nhẹ nhẹ buông rơi. Tiếng gió thổi luồn qua chân gốc lúa, dưới những làn sóng xanh rào rạt xô bờ. Và có ai nghe tiếng trời xanh lách nhẹ qua mây, tiếng lời ca trong sáng nhất, gieo những mầm xanh hiếm hoi những ngày hè nắng gắt, sẽ hiểu lòng tôi hôm nay. Những giây phút buồn lặng lẽ, yêu cuộc đời trong nỗi cay đắng xót xa, xin cho tôi một phút bình yên, như sau cơn lũ xin một ngày lặng gió, để hiến cho cuộc đời những giọt nước còn trong, cho nơi sâu thẳm tận cùng lắng phần chua chát nhất, cho những giọt nước mắt ngậm ngùi sẽ chảy vào trong. 17 tuổi. Một người có tài năng, trách nhiệm với cuộc sống như thế mà sao hay có cảm giác chẳng có gì níu kéo trong cuộc sống này. Thậm chí nhiều khi còn cảm thấy rõ rệt, chỉ muốn sớm ra đi, không hề tiếc nuối. Tôi và người phụ nữ đã U50 này thử tìm Ikigai của cô ấy, nhưng mà khó thật. Chúng tôi đọc lại từng câu, từng chữ về Ikigai, xem có thể vì lý do ngôn ngữ nào mà vẫn chưa hiểu đúng Ikigai không. Để mỗi sớm mai thức giấc, ta có thể dễ dàng vùng dậy với cảm giác vui sướng để sống một ngày thật hiệu quả, đầy ý nghĩa và hạnh phúc. Hay là có gì đó ở đây mà chúng tôi chưa hiểu kỹ? Cô ấy bảo vẫn luôn cố gắng làm những việc mà cô ấy yêu thích, chứ chẳng có ai khác bắt ép được cô làm việc khác đi. Cô ấy sẵn sàng vùng dậy, chứ với cảm giác vui sướng thì chắc chắn là không có, nhưng tại sao như vậy thì chưa hiểu được. Đọc mãi về Ikigai, chúng tôi mới để ý đến một chi tiết nhỏ, đúng hơn là về quê hương của Ikigai, hòn đảo nhỏ Okinawa. Ngoài việc ai cũng có Ikigai của mình, ở đây còn một khái niệm cũng đặc trưng chỉ riêng cho Nhật Bản, cũng là một trong các yếu tố để con người sống hạnh phúc hơn và tuổi thọ cao hơn. Moai, hay sự tương trợ cộng đồng Moai, có thể dịch sơ bộ là cuộc gặp gỡ cho một mục đích chung. Nghĩa đầu tiên và truyền thống của Moai là những người láng giềng góp tiền giúp cho người cần thiết. Chẳng hạn bạn thiếu tiền nhưng cần mua gấp cái nhà cho con trai đi lấy vợ và những người láng giềng của bạn tự động họp nhau lại để bàn xem ai góp được bao nhiêu để tìm cách giúp đỡ bạn vượt qua khó khăn và làm rất trách nhiệm hoàn toàn vô tư. Vâng, dân ta cũng có truyền thống lá lành đùm lá rách nhưng không có đến mức như Moai đâu và ngày càng hiếm gặp hơn. Nếu bạn có gì buồn rầu thì Moai sẽ có nghĩa là những người hàng xóm bên bạn sau mỗi buổi gặp chia sẻ với nhau tới thăm bạn và tìm cách giúp bạn được vui lên. Chính cách sống hàng ngày luôn có Ikigai lại thêm tinh thần sẵn sàng tương trợ Moai làm cho các cụ ở Okinawa sống lâu trăm tuổi. Người phụ nữ U50 của chúng ta chợt hiểu ra rằng từ cô bé đã chỉ cảm thấy thật sự hạnh phúc khi giúp được một ai đó cái gì cũng là cái hiếm phải không các bạn. Lại qua những vần thơ của cô bé ngày xưa. Bạn có thấy chăng, hãy mở rộng tâm hồn đón lấy bao rung động của đời để giữ cho dòng sông sâu thẳm bên núi cao vời vợi in trời. Để giữ cho dòng sông chẳng cạn, để giữ cho hồn ta trong sáng. Chùa Hương, 14 tuổi. Và chị ấy nhận ra được Ikigai của bản thân, đó là được giúp đỡ mọi người, được làm những điều tử tế. Không phải ngay lập tức mà có thể làm quen với ý nghĩ đó, càng không đơn giản khi chấp nhận và thực hiện theo Ikigai đó hàng ngày, như người Okinawa. Nhưng chị ấy đã làm được, đang làm rồi, và đúng như sự hiểu biết về Ikigai. Trong Ikigai, chị đã tìm ra được sứ mệnh của riêng mình trong cuộc sống này, và phải tiếp tục thực hiện nó, cũng như tiếp tục tìm tòi. Vì mọi cái đều có thể thay đổi, kể cả Ikigai. Đó là chỉ khi giúp đỡ được mọi người, thì chính chị mới thực sự cảm thấy có ích và hạnh phúc. Về Ikigai có thể viết mãi và mãi. Tìm ra nó thì khó, chứ biết ta có nói không thì dễ hơn nhiều. Nhất là khi ta thức dậy vào mỗi buổi sáng,
liệu có nhiều người có cảm giác như được Wilbur Wright, sinh năm 1867, mất năm 1912. Anh cả trong hai anh em chế tạo ra chiếc máy bay có động cơ đầu tiên trên thế giới. Chúng tôi nóng lòng mong trời sáng để có thể lại bắt tay vào công việc. Good morning, vậy thì bạn có tin chắc vào Ikigai của bạn, việc của mình là xanh. Nếu các bạn thích bài viết này, hãy like và share để ủng hộ chúng mình. Đừng quên bấm nút subscribe và nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ video nào bọn mình ra trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đây là Spy Room, còn mình là Pink Dot. See ya!